Vâng, xin giới thiệu các bác, đây là đường Thanh Bình. Đường Thanh Bình thì có một điểm đầu là chỗ cầu đen, ngã tư cầu đen này, đầu đường Quang Trung, Phùng Hưng và cuối đường Trần Phú đó, nối ra tại đường Tố Hữu các bác nhé. Đến cái đoạn này là đoạn giao với cả đường Phố Vũ Trọng Khánh, Phố Vũ Trọng Khánh cắt ngang này. Đấy. Cho nên bây giờ có thể coi cái điểm này là điểm cuối của đường Thanh Bình. Đường Thanh Bình thì nó chạy dọc theo sông Nhuệ các bác nhé. Đấy, bây giờ mời các bác cùng đi dạo trên cái con đường Thanh Bình này. Có thể nói là toàn bộ cái đường Thanh Bình này nó nằm dọc theo bên bờ sông Nhuệ Giang rất là hiền hòa. Và một bên bên tay trái của chúng ta đây, nó là khu dân cư và khu đô thị phường Mộ Lao các bác nhé. Khu đô thị Mộ Lao, phường Mộ Lao. Thì giá nhà hiện ở trên mặt phố cũng như thế là trong ngõ ở đây thì cũng tương đối là mềm so với các khu đường phố khác trong của quận Hà Đông. Đặc biệt là sau này khi mà hai bên bờ sông Nhuệ được cải tạo làm đường thì cảnh quan có thể nói là rất là tương vọng, đúng không ạ? Nên thời điểm này nếu mà mua hoặc đầu tư nhà ở trên cái đường Thanh Bình này thì rất là tốt. Hầu hết tất cả các ngõ mà nối từ đường Thanh Bình này sang bên trái này, ngõ bên trái này thì đều nối vào cái khu đô thị Mộ Lao các bác nhé. Loại hình công ty, xí nghiệp và các loại trường học. Đặc biệt là chỗ đầu đường Thanh Bình này thì nó là một trong những cái nút giao thông trung tâm của quận Hà Đông, nơi đặt trụ sở của quận ủy Hà Đông.
các bác có mua nhà mặt phố này, nhà trong ngõ hoặc là mua biệt thự liền kề quận Hà Đông thì alo em theo số điện thoại 0985204435, em tên Minh, phục vụ các bác 24/7. Đây là cái chung cư tháp doanh nhân các bạn. Hiện là chung cư này vẫn còn khá nhiều căn hộ đang được chào bán. Đây, đôi bờ ở sông Nhuệ hiện đang được cải tạo rất là đẹp các bạn ạ. Đây, phía đối diện chúng ta đây là đường Phùng Hưng, còn rẽ phải là đường Quang Trung. Chỗ đầu đây là cầu Trắng các bạn nhé, rẽ trái là đường Trần Phú, phía bên khu xanh xanh kia là trụ sở của thành ủy, rồi công an giao thông, rồi trụ sở của ban văn hóa thể thao các kiểu các bạn nhé. Để các bác nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nhé, em sẽ luôn cập nhật cho các bác giá cả nhà biệt thự liền kề khu đô thị Văn Phú quận Hà Đông và các khu đô thị khác ở quận Hà Đông Hà Nội. Còn đa tạ các bác.